Rất vui khi mà được đón tiếp Ngọc Trinh trong buổi talk show Một Tiếng Kể Hết của Our Family trong buổi tối ngày hôm nay. Nhìn thần sắc của chị hôm nay có vẻ rất là tươi tỉnh và rạng rỡ. Không biết là chị đang có chuyện gì vui đúng không ạ? Xin chào độc giả của Our Family. Thật ra thì Trinh đang rất là háo hức và mong chờ tới cái ngày... thật sự là chưa chốt ngày chắc chắn, nhưng mà chắc chắn là đầu tháng 8 là Trinh sẽ ra mắt cái dự án bộ phim ngắn của Trinh, mà lần đầu tiên Trinh đóng một cái vai trò rất là khác ở trong bộ phim này, nên là Trinh đang rất là háo hức và mong chờ, vì Trinh đã được xem bản demo của phim Trinh rồi và Trinh rất là hài lòng. Tôi tò mò không biết đây là một dự án chiếu rạp như Phòng Em 56 hay là một dự án truyền hình hoặc là một dự án phát sóng trên YouTube ạ? Thật sự nói về cái dự án này thì cho Trinh được chia sẻ chút dài hơn chút xíu nha. Đó là lúc đầu thì cũng không dự định là làm cái này. Trinh chỉ muốn làm một cái MV ca nhạc bình thường thôi. Trinh chỉ muốn hát và muốn tặng cho fan của mình thôi. Nhưng mà sau khi thì thâu bài hát xong thì Trinh cho một người anh trai của Trinh nghe. Thì anh ấy nói: "Dừng lại em ơi, không thể nào bung ra cái bản này được, là em nên làm cái gì đó để người ta không có tập trung vào cái giọng hát quá kinh khủng của Trinh." Nên là anh ấy đã quyết định là nghĩ ra cái một nội dung phim rất là hay và kể cho Trinh nghe từng chi tiết như thế nào thì Trinh cảm thấy rất là hấp dẫn. Nhưng mà cũng đầu tư phim ngắn này thì nó cũng nhiều hơn so với một cái MV bình thường như Trinh muốn lúc ban đầu. Nhưng mà vì là rất là thích nên là cũng là ước mơ của Trinh rất là lâu rồi, tại vì trong phim là Trinh sẽ làm một cái... phim của Trinh là dạng phim hành động. Trinh cũng thích làm một đả nữ từ rất là lâu rồi, nên là Trinh đồng ý và làm theo những cái sắp xếp của anh trai của Trinh, người anh trai của Trinh. Nhưng mà nghe chị nói qua như thế thì có vẻ như là chị rất là tự ti về cái giọng hát của mình đúng không ạ? Thì từ xưa giờ Trinh chưa bao giờ, Trinh chỉ tự tin vào cái nhan sắc của mình thôi, chứ Trinh không có, còn về những cái mặt khác thì Trinh không có được tự tin cho lắm. Nhưng mà Trinh vẫn thích làm và vẫn thích thể hiện. Tại vì mình cũng sắp 30 tuổi, cũng sắp bước qua cái ngưỡng cửa đó rồi. Nếu để tới đó thì mình cũng mới thử thì nó không có còn gì thích nữa, thích thú mà hứng thú nữa hết. Nên là Trinh muốn thử hết trước khi Trinh 30 tuổi để Trinh coi là Trinh làm được cái gì. Vậy còn về diễn xuất thì sao? Có vẻ như đây là một cái dự án rất là đặt ra cho chị nhiều thử thách đúng không ạ? Bởi vì nó không chỉ là đòi hỏi một cái diễn xuất bình thường mà mình còn phải có những cái cảnh quay hành động. Đúng mình rồi. Là đã nữ mà. Đúng rồi. Thì chị có lo ngại là lỡ nhưng mà mình diễn xuất mà nó không được lòng khán giả thì mình sẽ nhận phải những cái gạch đá không? Thật sự thì khi mà làm dự án này thì Trinh cũng biết là Trinh làm hết sức mình của mình thôi. Ra thì mọi người có đón nhận hay không và mọi người có chấm điểm về cái diễn xuất của mình hay không thì Trinh cũng có suy nghĩ, nhưng mà chê thì chịu thôi, kiểu vậy. Mình chấp nhận làm thì mình chấp nhận chịu những cái lời chê. Chứ đâu phải là ai coi phim mình thì cũng đánh giá là hay, cũng đánh giá mình là diễn xuất tốt đâu. Nhưng quan trọng là mình thỏa mãn được cái thích từ bên trong bản thân của mình, và mình có điều kiện và mình làm. Còn làm ra cái thành phẩm thì mình thấy là mình đã dốc hết tâm trí cho nó, và mình đã dốc hết cái toàn tâm toàn sức của mình rồi, thì mọi người có đánh giá sao thì mình cũng sẽ chấp nhận. Đó là những cái chia sẻ của Ngọc Trinh về cái cảnh quay hành động. Nhưng mà tôi tò mò không biết rằng cái mạch truyện của cái bộ phim này như thế nào. Có phải là sẽ có những cái cảnh tình cảm hoặc là những cái cảnh diễn xuất nội tâm không ạ? Có những cái cảnh là đây là một phim là dằn xé tâm lý rất là nhiều, và Trinh phải diễn xuất cũng rất là nhiều. Nhưng mà trong cái tập 1 này á, thật ra là Trinh dự định có phần 2, phần 3 nữa, nhưng mà cũng chưa biết là sẽ làm hay không. Và trong cái phần này thì 70% là Trinh hành động rất là nhiều, vì Trinh rất là đam mê đã nữ từ rất lâu, và Trinh cũng muốn thử xem mình có làm được hay không. Thì ngay cái lần đầu tiên mà anh Tuấn là sư phụ dạy dỗ cho Trinh, cũng là người sư phụ của chị Ngô Thanh Vân á, thì lúc đầu gặp ảnh thì ảnh cũng rất là hoang mang, là không nghĩ là một nữ hoàng nội y như Trinh, một cái dáng vẻ bề ngoài như Trinh mà có thể mà tập võ hay là làm một đả nữ được. Thật sự là ảnh cũng hơi lo lắng khi mà nhận Trinh làm đệ tử của ảnh. Nhưng mà sau 3 ngày thì với cái độ chịu khó và với cái độ chăm chỉ của Trinh thì và Trinh cũng có cái độ nhanh nhạy, tại vì Trinh có học nhảy mà, và thể lực của Trinh khỏe hơn cái vẻ bề ngoài mà Trinh đang có. Khỏe hơn cái vẻ bề ngoài, nhưng nhìn bề ngoài thì rất là yếu, nhưng mà thật sự cái thể lực bên trong của Trinh rất là ok. Nên là sau 3 ngày thì Trinh cũng làm cho sư phụ rất là bất ngờ về mình. Cái điều chị chia sẻ cũng chính là cái điều mà tôi băn khoăn. Tức là tôi nghĩ rằng một cái người mà
nhìn dáng vẻ rất là mỏng manh như chị, đúng rồi, rồi rất là gợi cảm, đúng mà rồi, nhìn còn trắng nữa, đúng rồi đúng thì rồi, làm sao mà mình nó có không thể có cái diễn sự được, mạnh mẽ ở bên ngoài, mình làm sao có thể diễn được những cái vai mà đấm một phát là nhìn có ăn luôn, đúng rồi, chứ không tôi nhìn thì tôi không tin là chị có thể đánh được. Thì bạn cứ coi đi rồi bạn sẽ bị hú hồn về Trinh đấy. Vậy chị có gặp những cái khó khăn khi mà mình thực hiện cái bộ phim này không? Thật sự khó khăn đối với Trinh nha, là Trinh vẫn thấy là khó khăn đối với Trinh vẫn là về diễn xuất nhiều hơn. Lúc đầu khi chưa tập võ thì Trinh nghĩ là tập võ là cái khó, diễn xuất là cái dễ với mình, vì mình cũng đã từng diễn xuất trong L56 rồi. Nhưng mà khi vào tâm lý của nhân vật trong bộ phim ngắn này thì Trinh lại thấy là cái diễn xuất của Trinh nó nặng đô hơn cái học võ. Tại vì thật sự khi học võ rồi thì Trinh mới thấy là mình cũng có năng khiếu học võ, chứ không phải là mình không làm được như mình nghĩ, như lúc ban đầu mà mình nghĩ. Thì cái diễn xuất khó khăn nhất của Trinh là làm diễn xuất kiểu mặt dữ và giữ cái thần của mình cho nó lạnh. Tại mặt Trinh rất là tròn, mà mặt tròn mà mắt nó cũng tròn, mà nó không có, thí dụ như nó dài như vậy nè, thí dụ nó dài như vậy, mắt phải xếp lên, đúng rồi, mắt phải xếp lên, rồi mắt phải nó dài, nó không được to tròn á, thì mình diễn những cái cảnh mà lạnh, ánh mắt sắc lạnh thì nó ra hồn hơn. Thì cái khó khăn nhất của Trinh vẫn là về cái diễn xuất mà cái thần cần phải lạnh và sắc, đó là cái khó của Trinh. Còn những cái cảnh tình cảm thì Trinh diễn rất là ngọt. Vậy thì chị diễn cảnh tình cảm với ai? Một diễn viên cũng rất là mới, và đây cũng là lần đầu bạn ấy đóng phim. Tất nhiên là sẽ rất là đẹp trai đúng không? Đúng rồi, rất là đẹp trai, cao 1m8, body 6 múi. Nhưng có một điều chắc mọi người rất là bất ngờ, mà không hiểu tại sao ekip lại chọn một người mới có 19 tuổi đóng với Trinh. Còn Trinh là lớn hơn ấy 9 tuổi, hiểu không? Khi mà lúc đầu gặp, và lúc đầu thì cũng không nghĩ là cậu ấy là mới 19 tuổi. Nhìn cái vẻ bề ngoài của cậu ấy không nghĩ là 19 tuổi. Nhưng mà khi biết số tuổi thì Trinh mới hết hồn, và cũng không hiểu tại sao là ekip lại chọn một cậu 19 tuổi mà vô đóng cái vai mà Trinh đem lòng yêu cậu ấy trong bộ phim ngắn này. Vậy thì khi mà đứng với nhau thì ngoại hình của hai người có cân xứng không? Chị có bị chê là mấy lái mấy bay bà già không? Never. Rất thấy rất là căng sướng, và bởi vì mình mới cảm thấy rất là tự hào về khuôn mặt baby của mình. Mặc dù mình đứng với người nam mình lớn hơn cậu ấy tới 9 tuổi luôn, nhưng mà mọi người xem thì mọi người sẽ thấy Trinh không có bị già hơn, và thấy rất là xứng đôi. Đó là những cái chia sẻ của Ngọc Trinh về cái dự án phim ngắn. Rồi bây giờ tôi đang muốn hỏi thêm về những cái hoạt động khác của chị thì sao? Chẳng hạn như là làm MC chẳng hạn. Năm ngoái thì tôi có thấy chị là tham gia chương trình Kỳ Phùng Lịch Thủ với vai trò là MC. Đúng rồi. Còn năm nay thì sao? Thật sự thì năm rồi thì Trinh được sự đón nhận của mọi người rất là nhiều. Mọi người cũng muốn là năm nay Trinh làm, nhưng mà năm nay thì Trinh đã bận vào cái dự án phim ngắn này rồi, nên Trinh không có làm chương trình Kỳ Phùng Địch Thủ là lần thứ hai nữa. Nhưng mà sau lần đó thì Trinh vẫn cảm thấy là giọng nói của mình nó cũng chưa được hay, và mình cũng chưa có biết ứng biến nhiều ở trên sân khấu. Và Trinh nghĩ là nghề MC thì một cái chương trình nào đó thích sự xuất hiện của Trinh, và thích sự dễ thương, gần gũi, hoặc là cái gì đó nó không quá nghiêm túc thì Trinh sẽ tham gia. Bạn hiểu không? Nếu như mà một chương trình mà cần một MC nghiêm túc, nói giọng dõng dạc và nói đúng chính tả và phát âm chuẩn thì chắc Trinh không tham gia được. Nếu mà những cái chương trình nó không quá nghiêm túc thì tôi đang nghĩ đến những cái chương trình hài. Dạng kiểu là như vậy. Vậy nếu có một chương trình hài nào đó thích hợp mời chị thì chắc chắn là chị sẽ tham gia. Chắc chắn là chị sẽ tham gia, tại vì cái giọng nói của chị, cái chất giọng của chị và cái phát âm của chị không phù hợp với làm MC cho một chương trình nghiêm túc. Tôi có nghe những cái tin đồn rằng là Ngọc Trinh sẽ tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ. Không biết là năm nay như thế nào. Thì thật sự thì năm rồi thì Trinh cũng có nói là nếu mà năm khi nào mà đi thi Bước Nhảy Hoàng Vũ mà nhắm có giải thì mới đi. Nhưng mà năm nay thì Trinh nghĩ là Trinh đã bận rộn rất là nhiều với cái dự án phim này, và bỏ thời gian cho nó rất là nhiều, nên là không có thời gian để tham dự những cái khác. Đó là những công việc ngoài lề. Đúng đó rồi. Là những công việc mà gọi là nghề tay trái của Trinh đi. Quay trở lại với công việc chính là người mẫu. Thì vừa rồi Ngọc Trinh cùng với các đồng nghiệp có trở về từ Đức. Đúng sau rồi. Cái chương trình Đêm Hội Chân Dài. Và cảm xúc của Ngọc Trinh như thế nào khi mà mình vừa mới thực hiện một cái chương trình ở tận châu Âu như vậy? Cảm xúc của Trinh khi mà được trình diễn cái sở trường của mình tại Đức và được sự đón nhận của mình và được sự đón nhận của tất cả các người Việt tại Đức thì Trinh cảm thấy rất là vui. Và chương trình Đêm Hội Chân Dài lần thứ 11 tổ chức tại Đức thì Trinh theo cảm nhận của Trinh là một chương trình rất là thành công về mặt nghệ thuật. Nhưng
nếu nói về doanh thu thì nó không được như mong muốn của anh Tiệp ngay từ lúc mong muốn lúc đầu của anh Tiệp. Tại vì như mọi người biết thì anh Tiệp là một người, như mọi người cũng biết là Đêm Hội Chân Dài là một đứa con cưng cực kỳ, anh Tiệp cực kỳ cưng, và anh Tiệp cũng là một người rất là chịu chi chịu chơi, và năm nào thì anh ấy cũng dồn hết sức lực, dồn hết tâm trí, dồn hết những cái tài trợ của tất cả mọi người để dồn vô một cái sân khấu để cho nó được một cách hoành tráng nhất có thể, và năm nay nó phải hơn những năm trước, và quy tụ những cái ngôi sao hàng đầu tại Việt Nam. Thì theo cảm nhận của Trinh thì Trinh thấy là lần này thì doanh thu thì nó không được như mong muốn, nhưng mà về mặt nghệ thuật, về độ hoành tráng thì Trinh nghĩ là đã gây được tiếng vang tại Berlin. Theo cảm nhận của Trinh là vậy. Vậy thì ban đầu công ty Venus và anh Vũ Khắc Tiệp đã đặt ra cái mục tiêu như thế nào cho Đêm Hội Chân Dài? Thật ra cái sân khấu ở bên Đức á, thì anh Tiệp đặt ra mục tiêu là 3.000 khách, nhưng mà cái số khách mà đến dự đêm đó là 1.800. Nhưng mà với Trinh 1.800 mà đã quá nhiều rồi, so với đêm hội, so với cái số người mà dự đêm hội ở Việt Nam là nó đã muốn gấp đôi rồi. Thì về cũng như Trinh mới vừa chia sẻ thì 1.800 thì cái doanh thu nó sẽ không như mong muốn của mình như lúc đầu á. Nhưng mà Trinh nghĩ là thành công về mặt nghệ thuật, thành công về cái tiếng vang của Đêm Hội Chân Dài là anh Tiệp đã vui lắm rồi, và cũng như Trinh cũng rất là vui rồi. Ngay khi mà chương trình Đêm Hội Chân Dài vừa kết thúc thì mạng xã hội đã râm ran rất là nhiều lời đồn. Họ chia sẻ những cái mức giá vé của cái chương trình. Tôi không biết là trong những cái lời đồn về mức giá vé là từ 1.000 đô mà đao xuống còn 350 đô thì nó là như thế nào? Sự thật ở đâu? Cái này thì Trinh không có nắm. Giá vé bao nhiêu, vé VIP bao nhiêu, vé thường bao nhiêu thì Trinh không có nắm, nên Trinh không có trả lời câu hỏi này được. Tại vì Trinh không nắm về cái phần này. Trinh chỉ nắm là anh Tiệp đặt suy nghĩ trong đầu là 3.000 khách trong một cái sân khấu đó, và nói với tất cả mọi người trong ekip đêm nay sẽ có cái buổi ngày ngày 10 tháng 6 đó là sẽ có 3.000 khách. Thì thực chất thì Trinh nhìn sân khấu thì Trinh cũng hơn được 50% chút xíu thôi. Nên là giống như nãy giờ Trinh đã chia sẻ đó. Còn về giá vé thì Trinh không biết. Trinh không biết về giá vé. Vậy chị có thể tiết lộ cho chúng tôi biết là cái lý do nào hoặc là cái động lực nào mà ekip của chúng ta lại quyết định mang Đêm Hội Chân Dài từ Việt Nam sang Đức để biểu diễn không? Trinh nghĩ động lực lớn nhất của anh Tiệp là cũng muốn mang đứa con tinh thần của mình quảng bá được với tất cả người Việt ở trên thế giới. Trinh nghĩ là năm nay sẽ làm ở nước này, và anh Tiệp cũng muốn năm sau sẽ làm ở nước khác, để cho tất cả mọi người đều biết tới đứa con tinh thần của anh Tiệp là Đêm Hội Chân Dài. Thì Trinh nghĩ đó là cái điều lớn nhất của anh Tiệp thôi. Trinh nghĩ tại mà mọi người cũng thấy là đưa một cái đoàn ekip 50 người từ Việt Nam qua Đức không phải là chuyện dễ, và không phải là số tiền đầu tư nhỏ, thì nó chỉ xuất phát từ cái sự yêu thương đứa con tinh thần của mình, mà mình muốn giới thiệu nó với tất cả mọi người Việt ở trên thế giới. Đó là vậy, Trinh nghĩ là vậy. Chị có hài lòng với phần trình diễn của mình trong Đêm Hội Chân Dài vừa rồi không? Trinh rất là hài lòng. Tại vì rất là hài lòng luôn á. Nếu mà mọi người muốn biết thì mọi người cứ lên Facebook của Trinh và xem lại cái clip mà Trinh diễn. Vậy còn những cái trang phục ở trong đêm diễn thì sao? Trang phục thì Trinh thấy mỗi năm thì mình phải khác đi chút xíu, chẳng lẽ năm nào mình cũng đeo cánh. Cũng có số bình luận là tại sao nó không thấy độ hoành tráng, nhưng mà theo Trinh nghĩ là mỗi năm nó đều phải mỗi khác. Thí dụ năm trước đã đeo cánh rồi thì năm nay mình không đeo cánh, nhưng mình tập trung vào những cái phần khác. Ví dụ năm nay là có sự kết hợp với team vừa hát và tụi chị vừa ra diễn, chị nghĩ đó cũng hay. Nhưng mà vẫn có một cái số ý kiến cho rằng những một số cái bộ trang phục mà các người mẫu khoác lên người á thì nó bị quê và bị sến, những cái hạt đính trên cái áo đó nó không có được nhìn, rất là không được đẹp mắt, không được lung linh. Thì cá nhân Ngọc Trinh nghĩ như thế nào về những cái ý kiến này? Tại vì cái nhìn nhận cặp mắt của mỗi người về cái đẹp nó khác nhau. Với chị thì chị hài lòng. Đơn giản vậy thôi, với chị thì chị hài lòng. Nếu như chị không hài lòng về bộ đồ của chị có thể, chị có quyền không mặc và không diễn. Và em biết là chị là một đứa cực kỳ để ý rất nhiều về từng bộ đồ của mình mặc khi đi ra đường, khi lên sân khấu, khi đi event. Thì chị nghĩ là đồ chị đó mặc, chị chấp nhận mặc nó và đưa lên sân khấu là bộ đồ chị cảm thấy hài lòng. Tôi đang nói đến cái sự hài lòng của Ngọc Trinh dành cho bản thân mình. Thì tôi không biết rằng Ngọc Trinh thích người ta gọi chị là nữ hoàng nội y, hay là Ngọc Trinh, hay là cô bé ăn hàng, hay là những cái biệt danh gì chẳng hạn.
chính thức tất cả các biệt danh của Dinh trừ biệt danh chân dài não ngắn, hoa hậu ao làng, nói chung là còn về Ngọc Trinh, nữ hoàng nội y hay là vòng eo 56, Ngọc Trinh vòng eo 56 của bán hàng Trinh đều thích hết. Còn nhưng mà thích như cái nào nhất? Thích nhất hả? Nữ hoàng nội y. Vì sao vậy? Hoặc là thầy ạ. Sao ta? Không biết nữa, tại vì danh hiệu này nó gắn liền với Trinh. Danh hiệu này nó đã đưa tên tuổi của Trinh đến với nhiều người, và nhiều người biết đến Trinh nhiều nhất là ở danh hiệu nữ hoàng nội y, nên là Trinh vẫn thích nó nhất. Đúng là chị nói là cái tên nữ hoàng nội y đã gắn với Ngọc Trinh từ rất lâu rồi. Nhưng mà cũng chính vì cái tên đó nó gây cho chị nhiều thị phi. Bởi vì khi mà người ta nghĩ đến nữ hoàng nội y, người ta sẽ nghĩ đến việc khoe thân quá lố, hoặc là mình lộ hàng này kia chẳng hạn. Cái việc nghĩ là việc của người ta. Vì bản thân của chị là chị cũng thích show. Chị cũng thích khoe cơ thể đẹp của chị thì chị mới làm nội y. Nếu như chị là một người con gái khép nép, đoan trang, không muốn này nọ thì chị đâu có đi làm nữ hoàng nội y. Thì người ta nói thích, chị thích show thì thì tôi thích show, là tôi thích show body đẹp của tôi, thì đối với người ta là một cái chuyện gì đó rất là khó chịu, rất là khó chịu. Nhưng đó chị thấy rất là bình thường đó. Thì giống như em nói là nữ hoàng nội y đem tới cho chị nhiều cái thị phi, thì chị không quan tâm tới vấn đề đó. Chị không quan tâm tại vì chị thích cái việc show cái cơ thể đẹp của mình. Nếu em để ý, hàng năm chị đều quay những cái clip để giữ lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái. Đó là cái sở thích của chị. Nên cái danh hiệu mà chị thích mà mọi người cho rằng nó mang đến nhiều thị phi vì cái việc show body thì chị thấy nó bình thường. Tại vì bản thân con người chị là chị thích show body của chị. Đó là như vậy. Thì hiện tại là Ngọc Trinh rất là nổi tiếng về cái vòng eo mang cái số đo là 56. Nhưng mà không biết hiện tại thì cái số đo đó nó có thay đổi hay là... Nó cứ thay đổi rồi em ơi. Lúc thì nó 56, lúc thì nó 58. Còn có lúc mà chị ăn cơm nhiều quá, chị ăn quá thì nó cứ lên 61 cũng có. Nhưng mà chị đi ngoài đường thì không bao giờ ai nói chị mập hết. Chỉ có chị tự kiểm soát cái số đo của bản thân chị nó chặt chẽ quá đi. Nên là cứ hàng tuần là chị lấy dây ra chị đo. Chị đo buổi sáng nó nhiều, buổi tối ăn no trước khi đi ngủ nó nhiều, 1, 2, 3 nó nhiều. Chị là một cái người kiểm soát số đo của mình quá kỹ. Em hiểu không? Chứ nếu như cái cơ thể, cái con người của chị đi ra ngoài mà người ta gặp chị, người ta không bao giờ phát hiện chị eo chị 61 hay là 58 hay là 56. Người ta đều nghĩ là 56 hết. Vậy qua những cái chia sẻ của Ngọc Trinh về cái việc mà đo cơ thể hàng ngày như vậy, có vẻ như chị là người yêu bản thân mình quá mức đúng không? Chị thừa nhận, chị rất là yêu, chị rất là yêu cơ thể của chị. Rất là yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ. Nhìn sao ta? Chắc vậy á. Tức là không có bất cứ cái gì có thể khiến cho Ngọc Trinh yêu hơn bản thân mình. Bây giờ chưa có con không biết. Nên là, nhưng mà hiện tại là chị, nếu như là ai ở gần chị hoặc ai tiếp xúc với chị hoặc bạn bè chị là ở chung với chị luôn á, thì sẽ biết là chị cực kỳ yêu cái vẻ bề ngoài của mình và chị chăm chút cho nó rất là kỹ. Ví dụ như chỉ cần chị thấy cái đùi chị nó bự ra xíu, chết cha rồi, không ăn nữa. Ví dụ vậy, cái eo mọc ra xíu chết cha rồi, hôm mai tao mày đừng hủy ngày mai hủy. Ví dụ vậy, nên chị thấy là nếu như em mọi người cho rằng chị quá yêu cơ thể của chị thì chắc cũng đúng, chứ chị thấy không ai vậy đâu. Tại vì em hiểu không, cái dáng vẻ bề ngoài của chị nó đem lại cho chị rất là nhiều thứ. Những thứ đó là những thứ gì? Những thứ chị đang có hiện giờ. Từ mười mấy năm nay chị bước chung em đều nhờ cái vẻ bề ngoài của chị hết. Chứ chị không giỏi, chị không có tài, chị không giỏi, chị học thức chị không nhiều, hiểu biết chị cũng không nhiều. Những thứ đó thì tất cả những gì chị có đều nhờ cái vẻ bề ngoài và cái tính cách của chị. Nhưng mà những gì mà Ngọc Trinh vừa nói, chị không có tài năng, chị không có học thức nhiều, thì có vẻ như là chị đang quá khiêm tốn về bản thân mình đúng không? Không phải là quá khiêm tốn đâu, nhưng mà ý là chị cũng có những cái tài lẻ, nhưng mà những cái tài đó của chị nó không phải nằm ở trên cái đỉnh xuất sắc. Xuất sắc ở trên, em hiểu như cái gì nó cũng vừa nhảy cũng được, diễn cũng được, nhưng mà nó không phải là hay. Em hiểu chị nói không? Nên là chị không dám nhận chị là khi mà mình nói chung không biết nói sao nữa, nhưng mà cái gì xuất sắc lắm thì chị mới nhận chị là có tài ở mặt đó thôi. Nhưng mà diễn xuất với nhảy với lại làm MC với lại này nọ thì tới cả việc kinh doanh luôn, chị cũng kiếm được rất là nhiều tiền từ việc kinh doanh, nhưng mà chị vẫn cho thấy là chị không phải là tài mà là may mắn thôi. May mắn đem đến cho chị rất là nhiều thứ. Chị thừa nhận những cái gì mà chị có là đến từ may mắn hay là do những cái gì mà chị đã nỗ lực? Nếu mà so nỗ lực của chị đối với những cái celeb khác, những cái ngôi sao khác không bằng, thì thật sự chị thừa nhận luôn là chị không nỗ lực bằng họ.
nỗ lực trong việc giữ gìn vóc dáng cũng là một cái sự nỗ lực đấy thôi. Vậy hả? Không, chị thấy họ nỗ lực rất là nhiều, và họ, những anh chị lớn hơn chị á, nhiều khi mình cũng thấy là họ nỗ lực hơn mình rất là nhiều, họ chịu cày rất là nhiều. Nhưng mà về cái mặt mà nhiều người biết đến với lại độ hot thì chị tự cảm nhận là mình may mắn hơn họ. Đó là những cái mà chị thấy là may mắn nó chiếm 70%, còn cái nỗ lực của chị là 30%. Qua những gì mà Ngọc Trinh vừa chia sẻ với độc giả của Family từ nãy đến giờ thì tôi cảm nhận ra là hiện tại chị đang rất là vui vẻ và hạnh phúc. Sau bao nhiêu sóng gió đã qua thì bây giờ Ngọc Trinh đã lấy lại được tinh thần rồi đúng không ạ? Đúng rồi, tinh thần của chị đang rất là tốt vì đang có rất là nhiều cái dự án đang chờ chị, và đang có rất, chị đang cảm thấy là năm nay, năm 2017 là một năm của chị. Từ nhiều phía lắm, từ gia đình, từ công việc, từ gì tình nữa? Yêu. Tình yêu thì chưa có, nhưng mà chắc cũng sắp có. Sắp có. Tôi thấy trong thời gian vừa qua thì Ngọc Trinh đã đăng một số hình ảnh và một số những cái chia sẻ rất là ẩn ý ở trên Facebook cá nhân. Có phải là chị đang mấp mé cho một cái mối tình mới sau những đổ vỡ vừa qua không ạ? Có thể nói là vậy. nhưng mà chưa chọn ai. Là đang có rất là nhiều người theo đuổi nhưng mà chưa chọn ai. Đúng rồi. Đúng rồi. Có thể tiết lộ thêm một tí về cái những cái người theo đuổi này không? Nữa hả? Thôi nhưng mặt chị đỏ hết nè, thấy không? Nhưng mà độc giả đang rất là tò mò. Mình không cần phải tiết lộ rõ cụ thể. Đó, nhưng mà em muốn chị tiết lộ về cái gì? Những cái mẫu người mà chị đang thích trong thời điểm hiện tại. Thì như chị cũng có chia sẻ rất là nhiều rồi, chị thích những người lớn tuổi. Tại vì chị rất tâm đắc một cái câu là chồng già vợ trẻ là tiên. Nên là gu của chị vẫn là ru những người đàn ông chững chạc và lớn tuổi hơn chị nhiều. Những cái chuyến đi du lịch vừa qua của chị là đi cùng với những người bạn như thế hay là chị đi một mình? Chị đi với ekip và bạn bè chị thôi chứ không có cái người đó đi theo. Nhưng mà... Tại vì chưa chọn ai mà. Bao nhiêu người đang theo đuổi chị? Ba người. Nhiều. Ba người. Mình có quyền mà, mình đang single mà, đúng không? Mình là nói chung là tâm trạng đang rất là vui. Nhưng mà qua những cái chuyện buồn trong thời gian qua thì chị có rút ra được cho mình cái bài học kinh nghiệm gì không? Chị rút ra được là khi mà mình có tình yêu, nếu như mà nó chưa có được ổn định, chưa được chắn chắn thì mình nên không nên công khai cho mọi người biết quá nhiều, vì khi nó đổ vỡ thì chính cái sự công khai đó của mình nó sẽ là cái áp lực rất nặng đối với mình khi mà mình muốn vượt qua. Đó là cái kinh nghiệm của chị sau những cái chuyện chị đã trải qua rồi. Đó là một cái chuyện rất buồn đúng không ạ? Và có rất nhiều người, họ có thể trước đây họ không thích Ngọc Trinh. Khi mà họ biết được những cái chuyện đổ vỡ của chị với cái người kia, họ đã chỉ trích chị khá nhiều. Chị có buồn vì những cái điều đó không? Thôi nói chung là bây giờ là mọi việc nó cũng qua rồi, nên là chị cũng không muốn nhắc lại những cái quá khứ buồn đó nữa. Thì bây giờ người ta có chỉ trích hay không thì cũng đã chỉ trích rồi. Nói chung là chị không muốn nhắc về những chuyện tình cảm trong quá khứ, cứ để cho nó lãng trôi như một dòng sông đi. Nhưng mà cũng phải tiếc về tuổi trẻ và cái khoảng thời gian mà mình đã dành ra. Chị không chứ. Tiếc gì hết. Tại vì phải có những cái đổ vỡ, phải có những cái sai lầm, phải có những cái như vậy thì mình mới có sự trưởng thành và mình mới có sự mạnh mẽ. Chị không bao giờ tiếc nói về bất cứ một điều gì trong quá khứ hết, ngay cả chuyện đó là sai. Chị có cảm thấy là bản thân mình đã sai trong cái cuộc tình đó không? Cái cuộc tình gần đây nhất? Không. Không hề. Không sai. Tình yêu đến thì mình nhận thôi chứ có gì đâu mà sai. Và khi cả khi tình yêu đi? Em hỏi sự tiếc nuối hay là em hỏi cái gì? Em hỏi đến cái chuyện mà chị có nhận là bản thân mình đã sai lầm khi mà mình lao vào cái cuộc tình với cái người mà lớn hơn mình rất là nhiều tuổi như vậy không? Không, chị cảm thấy không sai. Mà cái mà chị chưa có kinh nghiệm đó là chị công khai quá sớm khi mà nó chưa được chín mùi và chắc chắn. Đó, đó là cái sự mà chị rút kinh nghiệm. Còn bản thân chị thấy không có gì sai hết.
Vì cái thời điểm trai chưa vợ, gái chưa chồng đến với nhau thì không có gì sai hết. Nhưng mà cái người đó đã có, gọi là không có vợ trong thời điểm hiện tại, nhưng mà họ cũng đã có một gia đình rất là lớn, có con rất là nhiều. Và khi mà những hình ảnh chia sẻ ra là gọi chị là bà rồi cô này kia chẳng hạn, chị thấy là em đã đi quá sâu vào cái vấn đề mà chị không muốn khai thác. Vậy thì chúng ta nên là dẹp cái người đó qua một bên chị đi. Vậy chúng ta sẽ quay trở lại với những câu chuyện khác. Đúng rồi. Gần đây có một bài báo viết về Ngọc Trinh, rằng là Ngọc Trinh không phải là người ngu ngốc, cũng không phải là người không phải là người ngu ngốc khi mà mình nhận mình là kẻ thứ ba. Đúng rồi, Trinh thấy Trinh nhận cái nó có gì đâu mà ngu. Tại vì rất là nhiều người bạn bè của Trinh nói là tại sao mày ngu vậy? Biết bao nhiêu con ở trong showbiz, biết bao nhiêu celeb, biết bao nhiêu những cái nữ hoàng, những cái này nọ, nhưng mà người ta không làm người thứ ba, mày thấy người ta có nhận đâu. Mọi người đều cho cái đó, ngay cả những bạn bè của Trinh cũng nói là Trinh ngu, nhưng mà Trinh không cảm thấy là mình ngu, tại vì Trinh cảm thấy là cái ngu nhất là chối đi cái việc mà mình làm và mình phải sống đối phó với cái sự nói dối đó của mình. Thì Trinh chọn cách là nói thật, cho dù ai nói mình ngu đi chăng nữa, mình nhận cái đó đi chăng nữa, thì bạn nói mình ngu thì mình chịu, nhưng mà mình có cái cuộc sống thoải mái về tâm hồn và mình không có bị sống để đối phó. Tại vì khi em nói dối câu A là em phải nghĩ câu B, câu C, câu B, câu C, câu D, A, F gì đó để em đối phó với câu nói dối đó thì nó mệt lắm. Đó, theo cách nghĩ của chị đơn giản đó là như vậy. Khi mình làm sai thì mình nhận, như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Chứ không phải là cái đứa làm sai nó biết giấu là đứa khôn. Chị không nghĩ vậy, tại vì mỗi người mỗi quan điểm, mỗi cách suy nghĩ của chị là như vậy. Chị làm sai, ok, chị nhận, và chị nhận cái lỗi đó của mình và chị công khai ra cái lỗi đó. Ai nói chị ngu thì chị chịu, quan trọng là cuộc sống của chị nó thoải mái được cái đầu. Nhưng mà cũng chính vì cái việc mà mình công khai như vậy, cho nên là bao nhiêu mũi dùi, bao nhiêu sự chỉ trích họ đều chỉ vào Ngọc Trinh. Những người có thể là họ là người thứ ba, đúng, nhưng rồi, họ không công khai, không ai biết cả. Nhưng nếu em để ý, họ chỉ chỉ mũi dùi rồi chị một thời gian ngắn, vì chị đã nhận lỗi rồi. Còn nếu như chị không nhận, họ biết rồi, họ sẽ chỉ cho chị tiếp, chỉ cho chị tiếp, đánh cho chị tới khi nào chị nhận thì thôi. Em hiểu ý chị nói không? Khi chị nhận, mọi người chỉ vào, ok, chỉ vào một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, nó nhận rồi chỉ nó còn chi nữa. Đơn giản từ mình suy ra thôi. Nên là chị nghĩ cái cách mà chị nhận là người thứ ba thì không phải là ngu ngốc và cũng không phải là dại, mà cũng không phải là khôn, mà đó chỉ là cái quan điểm. Đó là cái quan điểm sống của chị. Của chị, đúng rồi. Nên là có gì thì mình nói đó. Chị, như tôi vừa nói đó, là người ta không biết những cái người khác như thế nào cả. Người ta không biết ai là người thứ ba. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà nhắc đến cái chuyện người thứ ba chen vào phá một cái là gì có đó, tên Ngọc Trinh ngay từ đó cái đầu. Tên Ngọc Trinh ngay từ đầu. Và nhiều người họ cho rằng, họ cho rằng vì Ngọc Trinh như thế cho nên là nhiều bạn trẻ họ sẽ học theo Ngọc Trinh thì sao? Ý là bạn trẻ sẽ nghĩ là Ngọc Trinh chỉ như vậy đó, chị cũng thừa nhận rồi, và chị cũng bị ghét nhưng mà cũng bị được thương được này nọ này, đúng không? Thì Trinh đâu có sao nói sao giờ, nói sao cho đúng ta. Trinh đâu thể quản được cái chuyện đó đâu. Thật sự là Trinh đâu có thể quản được là ai bắt chước mình. Thật sự Trinh biết cái đó là Trinh đâu có đúng đâu. Trinh là sai mà là người thứ ba sao mà đúng được. Dù trong hoàn cảnh nào là mình cũng là sai hết. Thật sự là những cái chuyện mà những bạn trẻ noi theo cái xấu, cái sai của chị là người thứ ba thì chị đâu có quản được đâu. Thật sự là chị đâu có quản được ai có noi theo mình cái chuyện đó hay không. Mặc dù chị biết là người thứ ba là sai, là rất là xấu, chưa bao giờ chị thừa nhận cái chuyện đó là đúng cả. Chị mặc dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người thứ ba cũng là sai. Nên là chuyện bạn trẻ noi theo chị hay không chị không quản được, nên chị cũng không biết nói gì giờ nữa. Trinh ơi, vậy thì chị Trinh có bao giờ cảm thấy tủi thân, buồn, và nhiều lúc mình cảm thấy như là mình bị bỏ rơi không, thì mình là người thứ ba? Cảm giác buồn và tủi thân khi mang tiếng người thứ ba là có. Và cái tiếng đó nó sẽ không bao giờ rời bỏ mình, mà nó sẽ theo mình suốt đời. Còn cái cảm giác bị bỏ rơi thì Trinh chưa bị. Từ người yêu cho tới gia đình cho tới bạn bè thì
Trinh chưa bị bỏ rơi bao giờ hết, nên là Trinh không có cảm giác đó. Còn buồn và tủi thân vì cái tiếng người thứ ba thì là có. Tại vì thật sự cái điều đó là điều mình không muốn. Thì Trinh cũng đã có chia sẻ rồi, nếu như là Trinh sinh trong một hoàn cảnh khá giả hơn, giàu hơn, thì Trinh sẽ không chọn con đường đó. Vậy thì Trinh có đặt cho mình cái mốc thời gian là bao giờ mình sẽ ổn định, mình tìm cho mình một người đàn ông thực sự là của mình? Thật sự là Trinh hồi lúc trước là Trinh cũng có đặt mốc thời gian, lúc Trinh năm Trinh 26 tuổi thì Trinh đặt mốc là 28 tuổi Trinh sẽ lấy chồng và sinh con, nhưng mà đặt ra thì cũng không có đạt được cái gì hết. Nên là Trinh cảm thấy bây giờ duyên nó tới, hoặc là khi nào ông trời ông muốn mình có chồng có con thì mình sẽ có thôi, nên là mình không có đặt ra cái cột mốc nào nữa. Tại vì khi mà mình đặt ra rồi mà mình không có làm được á, cái cảm giác hụt hẫng nó sẽ có và nó rất là nhiều, và nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình, cảm xúc của mình rất là nhiều, nên là Trinh không đặt ra nữa. Sau cái lần đặt ra năm 26 tuổi đó, đặt ra 28 tuổi có chồng rồi có con rồi không đạt được, thì Trinh tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình là không cần đặt cột mốc nữa. Mình cứ sống vui đi, sống thoải mái đi. Mình có thể có nhiều mối quan hệ, rồi khi nào mình chọn được người nào thì cái duyên tới, và cái duyên tới mà bắt buộc ông trời muốn mình với người đó là vợ chồng, mình muốn mình có con người đó thì mình đẻ thôi, chứ không đặt ra số tuổi nữa. Đặt xong nó không đạt được, nó khó chịu lắm. Người ta thường nói là hồng nhan thì bạc phận. Có vẻ như câu nói thì đang ứng với là Ngọc Trinh đúng không? Không, Trinh thấy phận, Trinh thấy nó đâu đúng đâu. Nó chỉ là vậy nè. Nếu như mà bạn nói Trinh đẹp và lận đận chuyện tình duyên thì Trinh chịu. Chứ nếu nói như Trinh bạc phận thì Trinh nghĩ rất là nhiều người mong bạc phận giống như Trinh. Vậy thì lận đận chuyện tình duyên của Trinh nó có làm cho chị cảm thấy là lo lắng buồn phiền quá không? Lo lắng buồn phiền nó nhẹ quá, đau khổ đừng đã từng có rồi, nhưng mà chị nghĩ là ông trời cũng cho mình nhiều thứ, rất là nhiều thứ, may mắn sớm hơn người khác. Nó nói sắc đẹp nữa chắc bị chửi nữa, nên là nói chung là cho mình cái ngoại hình không cần phải phẫu thuật gì hết, cho mình được may mắn, có được nhiều thành công, có được nhiều của cải sớm hơn những cái bạn đồng trang lứa của mình, cho mình được cái sự nổi tiếng, cái sự nhiều người biết đến mà không cần phải trải qua cái thời gian nỗ lực trong công việc và làm việc người mẫu hay là gì đó trong showbiz đó, mà mình được như ngày hôm nay là ổng cho mình quá nhiều rồi, nên là ổng có lấy đi tí tí cái may mắn trong tình yêu của mình thì cũng chấp nhận được. Tại vì điều Trinh sợ nhất đó là xấu và nghèo, chứ Trinh không có sợ không có tình yêu. Nhưng mà những cái thành công hiện tại của bản thân chị, người ta vẫn hay chỉ trích và ném đá là Ngọc Trinh có điều này nhờ vào những cái người đàn ông xung quanh chị. Thì chị nghĩ sao? Trinh thừa nhận chứ sao. Cái đó là bao nhiêu năm Trinh đều nói như vậy mà. Là cái thành công trong công việc của Trinh là nhờ sự nỗ lực của Trinh và nhờ sự dẫn dắt của anh Tiệp và ekip hậu thuẫn của Trinh ở đằng sau. Và cái sự Trinh có nhà, có xe, có công việc thì Trinh cũng đã thừa nhận là được sự giúp đỡ từ bạn trai rồi, nên là mọi người nói thì Trinh đúng rồi, gật đầu đúng rồi, chứ mình trả lời làm sao đây. Trong khi cái sự thật là mình đã thừa nhận rồi và mình tự khai ra, chứ không phải là mọi người ấy nữa, là mình tự thừa nhận cái điều đó, nên là mọi người nói thì mình gật đầu đúng rồi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Ngọc Trinh đã tự chủ về kinh tế chưa? Trinh đã tự chủ kinh tế từ năm 2013 cho đến bây giờ. Là chị, nhưng mà những cái mà chị kinh doanh như là về mỹ phẩm và về quần áo thì vẫn nhận được những cái ý kiến ác ý là chị đang bán những cái món hàng nó không được sang trọng. Người ta thậm chí còn gọi nó là rẻ tiền. Thì mọi người cứ nói gì thì nói, thì vì Trinh bán những thứ rẻ tiền đó, những thứ không sang trọng đó, thì điều đó mang tới cho Trinh cái vẻ ngoài như bây giờ. Cái xe Trinh đang đi, cái nhà Trinh đang ở, những cái thứ túi xách, những thứ phụ kiện của Trinh là điều từ những cái thứ rẻ tiền mà Trinh đang bán. Thì mọi người cứ mặc sức mà nói đi, Trinh mặc sức mà hưởng. Các bạn rất là vô tư với những cái lời đồn ác ý. Tại vì bạn biết không, quan trọng nhất vẫn là cuộc sống của mình có tốt hay không. Mình sống tốt, mình cuộc sống của mình có đầy đủ hay không, có ấm no hay không, có tốt hay không, mình có lo được cho người thân của mình hay không, đó là điều quan trọng. Chứ không phải quan trọng là
người ta nói mình bán những thứ rẻ tiền, mình dẹp những thứ rẻ tiền đó mình không bán nữa, cơm đâu mình ăn, tiền đâu mình xài. Cái đó mới là những cái quan trọng, chứ không phải là người ta nói vậy cái mình đánh được cái tâm lý của mình cho mình vậy. Không, không nên. Quan trọng là mình sống, mình cuộc sống của mình có tốt hay không thôi. Và gia đình hiện tại cũng là đang hỗ trợ chị trong những cái công việc kinh doanh đúng không ạ? Đúng rồi, giống như ba của Trinh là chị dâu, còn sếp của Trinh là chị gái ruột của Trinh, chị ba đó. Vậy thì một ngày của chị nó như thế nào, nó diễn ra như thế nào? Nếu như mà không có công việc gì thì Trinh vẫn ra sếp, ra ba của Trinh mỗi ngày 1-2 tiếng. Hoặc là nếu như có khách hẹn Trinh thì Trinh vẫn ra. Còn nếu như mà không ra thì Trinh vẫn ở nhà, hoặc là đi tập tennis mỗi sáng 5-6 giờ, rồi tập sexy dance, rồi đi ăn uống cà phê với bạn bè thôi. Một ngày giống như bao nhiêu cô gái bình thường khác thôi, nếu như không có công việc. Và nếu như có khách hàng hẹn Trinh thì Trinh cũng sẵn sàng đi ra shop để tư vấn cho khách, để đo đạc đồ cho khách, chọn đồ cho khách. Những cái mà chị chia sẻ về cuộc sống của mình, về cách mình tận hưởng cuộc sống, và về cả cái chuyện là mình đặc biệt Trinh là một cô gái rất thích hưởng thụ. Thật sự mình nói nha, nhiều người á hay nghĩ là Trinh mua một cái này, Trinh bỏ mấy tỷ ra mua một cái này thì Trinh sẽ có rất là nhiều tỷ đằng sau nữa. Nhưng mà thật chất không phải là như vậy. Trinh là một đứa Trinh kiếm 10 đó, Trinh cũng từng chia sẻ rồi là Trinh kiếm 10 là Trinh sẽ xài 7, Trinh để 3 thôi. Nên là Trinh là một cô gái cực kỳ sống hưởng thụ. Sau khi là trách nhiệm, cái bổn phận của mình lo lắng cho anh, chị, gia đình, ba mẹ xong hết mọi thứ, là bắt đầu Trinh sẽ sống một cuộc sống hưởng thụ cho riêng bản thân của mình. Như tôi vừa mới hỏi chị là chị chia sẻ những cái điều chị có hiện tại và cách hưởng thụ cuộc sống của chị, và cả cái quan điểm của chị về cái việc là người thứ ba. Thì chị chia sẻ như vậy đó, chị có sợ là chị làm mất lòng một số người ở trong showbiz không? Mất lòng có nghĩa là em nói là bạch mặt họ ra hả? Bởi vì bây giờ như là tôi nói, Trinh có nói là mất lòng theo dạng nào? Có nghĩa là người ta cũng giống mình mà không ai biết hết, cái tự nhiên cái chị là cái người đi nói cái mọi người cũng vậy hả? Người ta soi mói vào những cái người đó, người ta sẽ đặt ra những câu hỏi là tại sao cũng là người thứ ba mà người ta công khai và người ta được yêu thích. Rất nhiều người yêu thích chị. Còn những cái người là người thứ ba biết rành rành ra đó nhưng mà không công khai, để rồi bị ném đá. Và cái quan điểm của chị về người thứ ba nó bị chổi so với những cái người khác. Chị có sợ là mình thẳng như vậy, đó là cái quan điểm của chị thôi, chị công khai nhưng mà nó vô tình làm cho những cái người kia bị chột dạ, bị cảm thấy cô này đang khiến cho khán giả họ chỉ mũi dùi vào mình. Sao ta? Thì họ không muốn chỉ mũi dùi nữa thì họ nhận đi. Chứ giờ chị biết làm sao giờ? Thì cũng như em nói, khi mà chị thừa nhận là chị là người thứ ba thì có 50% ghét, 50% suy nghĩ lại và thương chị. Thì những cái người 50% đó là họ suy nghĩ giống Trinh. Họ suy nghĩ giống Trinh là họ thích những người làm sai và nhận. Hiểu không? Còn 50% còn lại, còn 50% còn lại thì họ nghĩ là con này nó chai mặt, kiểu như là con này chai mặt, đã người thứ ba rồi hô hào nhận đồ này nọ rồi tùm lum hơn hết. Thì những cái người mà ở đóng vai trò người thứ ba mà không dám nhận thì chị nghĩ là chắc là bên phe này. Em hiểu ý Trinh nói, như là mỗi người đều có một cái suy nghĩ, một cái quan điểm hết, nên là không biết nói thì sao giờ nữa. Nhưng mà Trinh không có sợ, Trinh không có cái điều mà bạn hỏi Trinh là có sợ họ ghét Trinh không, khi mà Trinh đang dậy thì Trinh không có sợ, tại vì cuộc sống của ai nấy sống, họ ghét Trinh thì họ cũng không làm gì được Trinh, hiểu không? Nên là không có quan tâm, họ không có sợ, tại vì cuộc sống của Trinh cũng không có gì liên quan tới những cái người đó hết, nên là không có sợ bị ghét hay là gì hết á. Có vẻ như là sống trong showbiz thì cần phải có tiền mới có thể bật lên được. Đúng rồi. Chị có đồng tình với cái quan điểm này không? Bạn phải có một tài năng nào đó, một cái sở trường nào đó, không cần phải xuất sắc, nhưng mà vừa thôi, nhưng mà phải có, và cộng với cái tiền để đẩy và lăn xê bạn lên. Chứ nếu như thật sự showbiz bây giờ, nếu như bạn có một tài năng thật thụ thật nhiều, nhưng mà bạn không có một cái hậu thuẫn đẩy bạn lên thì cũng khó lắm. Mà cũng chính bởi vì cái chuyện là phải có tiền thì mình mới là có được cái động lực để mình phát triển sự nghiệp. Cho nên là cũng có rất là nhiều người họ đã, mặc dù không muốn, có thể là không muốn, nhưng mà cũng phải tìm tới cái chuyện là cặp
hoặc là hẹn hò, hoặc là yêu và sống với những cái người có tiền khác. Thì chị có thấy cái điều này diễn ra ở trong showbiz không? Có. Cái này là còn được đó. Cái em nói là còn ở trong cái cấp bậc đỡ khá. Còn có những cái tệ hơn nữa cơ. Còn đó có những cái tệ hơn như thế nào? Tệ hơn là họ còn đi làm những cái chuyện tệ hơn cái đó nữa. Đánh đổi. Đúng rồi, đánh đổi. Và cái chuyện mà chị chia sẻ nhiều rồi mà chị cũng không muốn chia sẻ lại để mọi người nói là có chuyện đó thì cũng nói hoài. Nên là cái mà em nói là quen với người có tiền và cặp, cái đó là ở cái bậc được đỡ đó. Còn cái bậc nó tệ hơn nữa là họ làm chuyện xấu khác hơn nữa để họ có tiền mà họ đẩy cái tên tuổi họ lên. Chị Ngọc Trinh thì thời gian gần đây tôi không thấy chị xuất hiện cùng với người chị em thân thiết Linh Chi nữa. Không biết là có những cái tin đồn rạn nứt xuất hiện xung quanh hai người. Không biết là cái phần trăm sự thật nó là như thế nào. Thật ra thì Trinh nghĩ là mọi người đừng có nên nghĩ là ít xuất hiện với ai là rạn nứt với người đó. Tại vì Trinh với Chi là vẫn tình chị em nó vẫn như bình thường. Tại vì mọi người không biết chứ Chi ở cũng ở Sinh Ra City như Trinh, và hàng tuần có khi mỗi ngày nó cứ qua nhà Trinh. Nó chẳng những vậy, nó còn có cái thẻ vào nhà Trinh mà Trinh không cần Trinh mở cửa nữa cơ đó. Thì cứ không phải là không xuất hiện với nhau là tình chị em nó rạn nứt, mà là Chi có những công việc của Chi, và Chi đang mọi người cũng biết là Chi cũng đang gặp một cái scandal. Thì hai chị em chỉ là ở nhà ăn uống với nhau chứ không phải là xuất hiện là chụp hình ở Facebook. Nên là mọi người đừng có nghĩ là không xuất hiện cùng nhau là rạn nứt tình chị em. Nếu như có là Chi sẽ chia sẻ thật, còn nếu như thật sự là giữa Chi và Chi vẫn là tình chị em rất là tốt, rất là tốt như lúc ban đầu. Vậy Linh Chi đã rời khỏi công ty chứ hay là vẫn còn đang hoạt động? Linh Chi đã rời khỏi công ty Venus được khoảng hơn năm rồi. Và những cái lùm xùm mà Linh Chi vướng phải trong thời gian vừa qua đó, là một cái người chị em thân thiết với Linh Chi, thì Ngọc Trinh có cho cô ấy một cái lời khuyên nào không? Trinh chỉ nói Linh Chi bớt nói về chuyện riêng của mình trên Facebook lại để nhận được cái nhìn thiện cảm hơn của mọi người. Thì có thể Linh Chi nó còn nhỏ và nó chưa có va chạm nhiều giống như là Trinh, và đây cũng là lần đầu nó gặp phải cái chuyện như vậy. Thì chuyện tình cảm của Chi thì Trinh không nói là đúng hay là sai hay là như thế nào hết, nhưng mà Trinh chỉ biết khuyên Chi là đừng có chia sẻ những cái gì liên quan tới cái chuyện đó lên Facebook nữa, tại vì mọi người đang có một cái nhìn rất là ác cảm với Chi rồi. Thì mình nên chia sẻ những cái cuộc sống đơn giản riêng chỉ một mình trên Facebook thôi. Dẹp bớt những cái chuyện tình cảm lại để mình không có bị áp lực. Đó, Trinh khuyên Chi là như vậy. Khi mà Chi qua nhà Trinh chơi hay là ăn uống ở nhà thì Trinh khuyên như vậy. Còn việc của Chi, việc tình cảm của Chi thì chỉ có người trong cuộc thì họ mới hiểu được. Mình là chị, mình không có nên đi quá sâu vào những cái vấn đề đó. Mình chỉ biết khuyên em của mình như thế nào để tránh được những cái áp lực từ showbiz thôi. Từ những cái mà nhiều khi nó nóng nảy thì nó muốn úp lên cho lợi gan nó, cho thỏ cái tức. Thì Trinh khuyên nó và nó cũng nghe lời Trinh, và Trinh thấy là bây giờ mọi chuyện nó cũng đang lắng xuống bớt sau khi mà nó chịu nghe lời Trinh nói. Còn về chuyện tình cảm của Chi thì Trinh không muốn nói với, Trinh không muốn can thiệp quá nhiều. Vì tình yêu của nó thì giờ mình nói sai hay là cái gì đó thì nó cũng không đúng, tại vì đối với nó là sẽ đúng. Nhưng giống như là vậy thì tình cảm của nó thì nó tự cảm nhận thôi. Nó cũng lớn, nó chỉ thua Trinh có một tuổi thôi. Nhưng mặc dù thua Trinh có một tuổi thôi nhưng mà cái tính của nó cũng rất là trẻ con. Nó không có được kiểu như, Trinh không nói là Trinh suy nghĩ quá chín chắn, nhưng mà Trinh nghĩ là khi Trinh quen những người đàn ông lớn tuổi thì Trinh cũng học được từ họ rất là nhiều. Và những cái kinh nghiệm đó, những cái bài học đó thì nó phù hợp với cái chuyện của Chi thì Trinh sẽ dạy lại cho Chi, chẳng hạn là như vậy. Trinh có cảm thấy là cái cô em gái của mình đang làm cái người chịu quá nhiều thiệt thòi trong cái mối tình đó không? Thật ra thiệt thòi thì cả hai người phụ nữ đều thiệt thòi chứ không riêng gì Chi. Đó, Trinh chỉ biết trả lời vậy thôi chứ Trinh cũng không thể nào binh Chi quá nói là Chi nhận nhiều thiệt thòi như vậy. Trinh nghĩ là trong một chuyện tình thì cả hai người đàn bà đều thiệt thòi như nhau hết. Có bao giờ Linh Chi khóc và uất ức khi mà có nói chuyện với Trinh?
Có, nhưng mà Linh Chi khóc nhiều nhất là cũng do bị mọi người chửi, chứ không phải là vì cái chuyện tình cảm hay là gì. Chuyện tình cảm của nó là nó đang rất là hạnh phúc. Thì chính vì nó khóc vì những điều đó thì Trinh sẽ khuyên những điều đó làm sao cho nó bớt được gặp những điều đó lại. Thì nó đã nghe lời Trinh và thật sự là cũng lắng đi rất là nhiều. Thời gian gần đây thì tôi thấy là có xuất hiện những cái người mẫu mới trong cùng công ty, và mọi người bảo đó là có thể là bản sao của Ngọc Trinh, là những cái người mà sẽ thay thế Ngọc Trinh trong tương lai. Thì không biết là chị có biết đến những thông tin này không, và chị cảm nhận như thế nào về cái điều này? Không những chẳng biết mà Trinh cũng nhân tố mới nào vào công ty cũng rất là cần sự hỗ trợ của anh Tiệp và ngay cả Trinh nữa, từ đồ đạc cho tới quần áo cho tới giày dép. Thì phụ được với anh Tiệp cái gì thì Trinh phụ thôi. Thì chẳng hạn ngay bây giờ nhân tố đang được anh Tiệp đẩy mạnh lên nhất đó là bé Út Quỳnh Hương. Thì Trinh đã hỗ trợ cho bé rất là nhiều từ khi bé bước vào công ty cho đến bây giờ. Những sự kiện, những event bé đi thì Trinh đều là người cho bé qua shop lấy đồ này nọ, rồi giày đồ này nọ của bé. Thì Trinh không có quan trọng mấy người ở ngoài nói là thay thế Trinh hay là cái gì. Quan trọng là Quỳnh Hương nó xinh, nó tốt, nó ngoan, nó hiền và nó biết nghe lời. Như thế đó với Trinh là được, là Trinh sẽ giúp. Còn cái việc mà nó đẩy anh Tiệp đẩy Quỳnh Hương lên để Quỳnh Hương thay thế của Trinh, mọi người sẽ nhớ tới Quỳnh Hương và mọi người sẽ không nhớ tới Trinh nữa. Chuyện đó Trinh không quan tâm, Trinh không quan trọng. Trinh chỉ quan trọng là một nhân tố nào bước vào công ty ngoan ngoãn, biết ngoan ngoãn, biết nghe lời, biết vâng lời, biết trước, biết sau, biết điều, biết sống thì Trinh sẽ giúp. Bạn hiểu Trinh nói không? Chứ Trinh không có quan trọng là cái chuyện là nó sẽ thay thế. Trinh nghĩ là vị trí của mọi người đều riêng biệt hết, là đã có một vị trí nhất định ở trong lòng của độc giả rồi. Nên là cái chuyện đó nó có xảy ra hay là không xảy ra thì Trinh không có quan trọng. Chị có nghĩ là mình đang ở vị trí số 1 không? Vị trí số 1 ở trong cái vai trò gì hay là như thế nào? Hay là trong công ty hay là như thế nào? Là vị trí số 1 ở trong showbiz hiện tại. Họ không dám nhận đâu, mặc dù cũng muốn. Nói chung là nghĩ thì chị không dám hỉ, nhưng mà nếu một ngày nào đó mà được vậy thì càng tốt. Chứ nghĩ là không dám nghĩ. Vậy thì có những cái ý kiến cho rằng Ngọc Trinh là một cái cô gái đặc biệt đến mức duy nhất, sẽ không thể tìm được một cái người nào đó thay thế được Ngọc Trinh hoặc là tương tự như Ngọc Trinh trong tương lai. Cái này thì Trinh cũng có nhiều bài báo viết và cũng nhiều người nói với Trinh, và Trinh cũng thấy cái điểm đặc biệt lạ nhất của Trinh đó là giống như nãy Trinh cũng chưa có chia sẻ đó, là không có tài năng nhiều, cũng không có sự nỗ lực nhiều ở trong showbiz mà cái độ hot của mình và cái thành công của mình, cái độ mà nhiều người biết tới mình so với những gì mà bản thân Trinh có là Trinh được quá nhiều. Thì cái điều đó cũng là một cái hiện tượng rất là lạ trong showbiz, tính cho đến thời điểm Trinh bước vào showbiz cho tới bây giờ. Thì Trinh cũng không biết nữa, chuyện tương lai đâu có biết được là sẽ có ai giống được như Trinh hay không thì Trinh không biết. Nhưng mà bạn nói những cái lạ đó của Trinh thì Trinh chấp nhận và Trinh thừa nhận cái đó là rất là lạ. Tại vì những người ta có thành tựu, người ta có tài năng thật sự thì người ta mới trụ vững được, người ta giữ vững được cái độ hot của mình ở trong showbiz. Nhưng mà với Trinh thì nó hơi lạ thiệt. Từ một cô gái quê, gia đình rất là nghèo, cho đến ngày hôm nay thay đổi cuộc sống và trở thành một nữ hoàng nội y, thì có vẻ như là Ngọc Trinh đã không còn là một cái cô gái quê như là những cái năm về trước nữa. Thì Ngọc Trinh nghĩ rằng có phải là bản thân của mình có quá nhiều may mắn và quá nhiều cái người hỗ trợ phía sau tiếp sức cho mình không? Thì Trinh cũng chia sẻ là đó, Trinh cũng đã thừa nhận là 70% là Trinh may mắn rất là nhiều, và kèm theo đó là sự hậu thuẫn rất là có tâm, rất là nhiệt tình, rất là tỉ mỉ của anh Tiệp và ekip của Trinh, anh stylist Đỗ Long, chụp hình Lê Thiền Viễn và anh makeup Bảo Bảo và nhiều nữa, tại vì Trinh cảm thấy mình rất rất là may mắn là mình có một ekip rất là chân thành, rất là thật lòng, rất là tốt với mình. Vậy thì chị có cảm thấy là mình đã thay đổi như thế nào từ cái thời điểm mà còn nghèo khó cho đến thời điểm hiện tại là nữ hoàng nữ y? Em nói thay đổi, bạn nói thay đổi về ngoại hình hay thay đổi về tính cách? Thay đổi về tất cả mọi thứ, về cả ngoại hình, về cả tính cách, về cả cách sống và quan điểm. Nếu như mà tính cách thì Trinh không thay đổi, quan điểm về tình yêu thì có thay đổi chút xíu, về ngoại hình thì thay đổi rất nhiều.
Còn gì nữa ta? Về tiên, về cái em nói về cái về quan điểm sống của mình. Về quan điểm sống thì quan điểm về tình yêu, về hôn nhân, về cách sống giữa bạn bè, người thân với nhau. Cách sống như bạn bè và người thân thì Trinh hầu như Trinh không thay đổi. Vẫn là một cô gái rất là hòa đồng, rất là dễ thương. Người ta giúp Trinh một thì Trinh có thể giúp lại 2, 3, 4 hay cả 10. Thì Trinh nghĩ là những cái điều đó là ekip của Trinh và bạn bè của Trinh là người hiểu rõ nhất. Đó. Còn về quan điểm tình yêu thì sau khi trải qua một vài mối tình thì nó có thay đổi chút xíu. Tại vì khi mình không có tiền thì quan điểm mình nó khác. Khi mình có tiền rồi thì cái quan điểm của mình nó sẽ chênh lệch một chút xíu. Nhưng mà về cái gu người đàn ông mình muốn thì nó vẫn là như vậy. Có vẻ như là bất cứ ai mà dính tới Ngọc Trinh đều sẽ trở nên nổi tiếng hơn. Chẳng hạn như là anh Vũ Khắc Tiệp cũng được rất là nhiều người biết. Linh Chi lúc trước là người em thân thiết của Ngọc Trinh. Kỳ Hân. Đúng rồi. Hay thậm chí bây giờ là Quỳnh Hương chẳng hạn. Đúng rồi. Thì đều những cái người mà dính tới Trinh đều trở nên nổi tiếng. Trinh có nghĩ là cái ánh hào quang của mình lây sang cho mọi người hay không? Hay là một còn cũng có lý do gì đặc biệt nữa? Nghĩ ánh hào quang của mình lây cho mọi người thì nó hơi quá không ta? Nhưng mà nói theo cách của bạn thì nó cũng đúng. Ai dính tới Trinh thì cũng nổi tiếng là cũng đúng đó chứ. Nhưng mà nghĩ hào quang của mình chia cho mọi người thì không dám nhận. Cái đó cụ thể là cái gì nhỉ? Không biết nữa. Chắc Trinh là một cái gì đó mà mọi người luôn quan tâm, mọi người luôn muốn biết em của Trinh, bạn của Trinh, người yêu của Trinh, hay là Trinh làm gì, Trinh ăn gì, Trinh như thế nào đó. Thì Trinh nghĩ là vậy thôi, chứ nếu nói hài quan của mình lan tỏ vào cho mọi người thì nó hơi quá, Trinh không dám nhận, không dám nói. Người ta đã nói rất là nhiều về mối quan hệ của chị và anh Vũ Khắc Tiệp. Thì một cái mối quan hệ dù nó thân sơ, thân quen như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có những cái rạn nứt và những cái bất đồng quan điểm. Không biết là trong cái quá trình mà chị và anh Vũ Khắc Tiệp ở bên cạnh hỗ trợ và đồng hành với nhau thì có bao giờ hai người giận và hai người có một cái bất đồng xích mích nào chưa? Hầu như là chưa có. Hầu như là chưa có. Hầu như là không có. Không có luôn. Hai anh em rất là hiểu tính nhau. Và nếu có thì chắc chỉ có một vài lần thôi mà Trinh cũng không nhớ nữa, hầu như là không. Đó là những gì mà anh Vũ Khắc Tiệp đưa ra thì chị đều thực hiện theo. Hầu như 10 cái anh Tiệp đưa ra thì 9 cái chị đồng ý, gật đầu gật luôn. Như vậy thì có phải là mình quá dễ dãi không? Không phải Trinh dễ dãi mà là hai người cùng chí hướng. Hai người cùng cái cách suy nghĩ chứ không phải là Trinh dễ dãi. Vậy là cái mối quan hệ này nó đã được gọi là tri kỷ tri âm chưa, hay là nó còn một cái gì đó hơn cả? Tri kỷ là lớn nhất rồi đó. Đối với những gì mà Trinh và Tiệp trải qua với nhau thì tri kỷ là một từ đúng nhất dành cho hai người. Vậy thì trong thời gian sắp tới thì chị có đặt ra cho mình những cái mục tiêu gì không? Thật ra thì sau khi bộ phim ngắn của chị được công chiếu rộng rãi trên YouTube và được mọi người xem thì điều chị mong muốn đó là chị sẽ có một bộ phim điện ảnh đúng chất về đã nữ và hoành tráng hơn thế nữa. Đó là điều mà chị mong muốn nhất. Và chị được điều chị mong muốn là mọi người thừa nhận chị là chị sẽ có thể làm một đã nữ thật thụ. Vậy thì về gia đình thì sao? Chị có mong muốn là mình sẽ làm thêm một cái điều gì đó cho gia đình, cho bố, cho mẹ, cho anh chị em xung quanh? Nói về ba mẹ thì chị đang mong muốn năm nay chị sẽ có tiền và có điều kiện để đổi một cái nhà to hơn nữa để ba mẹ chị lên sống chung với chị. Tại vì căn nhà của chị hiện tại đang ở thì chị có phòng bự cho chị và cho người làm, hai người làm thôi, còn chưa có phòng cho ba mẹ. Nên là chị đang mong muốn là năm nay hoặc là trong năm sau nữa mình sẽ đổi một cái căn penthouse bự hơn nữa để mà có thể đón ba mẹ lên ở chung với chị. Vì chị rất thích ở chung với ba mẹ, tại vì ba mẹ chị nấu ăn rất là ngon. Lúc nào ở chung với ba mẹ thì chị cũng được ăn rất là nhiều món ngon. Vậy là hiện tại là ba mẹ của Ngọc Trinh vẫn ở riêng tại một cái ngôi nhà khác? Đúng rồi, ba mẹ chị thì một tháng sẽ lên chơi với chị khoảng 2 tuần thôi. Cứ tuần này lên rồi tuần kia về. Thì là đang ở dưới quê đúng không? Đúng rồi, đang ở dưới quê. Thì cứ tuần lên thăm chị chút xíu, gia đình anh hai, anh ba, chị anh hai, chị ba, anh tư của chị chút, đó là như vậy. Nhưng mà chị đang rất là mong muốn cuối năm nay hoặc là sang năm sau sẽ đón ba mẹ lên đây ở chung với chị. Từ khi bước vào showbiz tới giờ thì Ngọc Trinh chắc là đã nhận được rất là nhiều lời chia bai chỉ trích rồi. Đó là về phần của Ngọc Trinh là mình đón nhận như thế là mình đã quen dần rồi. Còn với gia đình thì sao?
bố mẹ, ba mẹ, anh chị có bao giờ cảm thấy là chạnh lòng hoặc là cảm thấy bực tức vì người ta mắng em mình, mắng con mình không? À, điều đó là có, chứ nhất là anh hai của Trinh. Anh hai của Trinh là một người cực kỳ nóng tính và mỗi lần Trinh xích mích với ai đó hay này nọ thì anh hai làm rất là căng lên, và Trinh là người dịu xuống, dịu xuống, xoa dịu xuống. Đó, anh hai cực kỳ rất là thương Trinh. Từ nhỏ tới lớn anh hai chẳng đánh Trinh cây nào hết, chỉ đánh chị ba với lại anh Tư thôi. Nên là khi mà thấy Trinh bị chửi nhiều như vậy á thì anh hai là một người nóng lên rất là nhiều và làm mọi chuyện rối lên và đòi lên Facebook và nói này nọ. Trinh là người giữ lại và Trinh không muốn ảnh bị lôi vô, anh hai Trinh bị lôi vô cái báo chí rồi này nọ, nhiều khi là lên Facebook nói á, rồi chửi nữa, rồi chửi thề nữa, nên là Trinh không muốn điều đó. Nên là có chứ, gia đình Trinh có bức xúc rất là nhiều về những cái lời đồn không có đúng về Trinh và những cái mà Trinh phải chịu bị chửi như vậy. Vậy chị có cảm thấy là mình có lỗi với gia đình khi mà mình đã làm cho mọi người lo lắng so với những gì Trinh mang tới cho gia đình? Thì Trinh thấy là những cái đó gia đình Trinh đâu có bị chửi đâu, mọi người chỉ chỉ mũi dừa vào Trinh thôi, nên là Trinh không thấy có lỗi về điều đó. Trinh không cảm thấy mình có lỗi khi mà để gia đình mình kiểu như vậy, tại vì những cái mà Trinh mang đến cho gia đình nó còn nhiều hơn, và sự hy sinh của Trinh cho gia đình nó nhiều hơn như vậy rất là nhiều. Nhưng một Trinh mà tất cả mọi người đều đã gọi là đổi đời đúng không ạ? Đã thay đổi cuộc sống hoàn toàn. Rồi gần đây thì tôi có thấy là chị chia sẻ về mẹ kế. Không biết là sau khi mà những cái chia sẻ đó thì được mọi người biết tới, mẹ có xem và mẹ có nói gì với Ngọc Trinh không? Mẹ có xem và mẹ có nói là trời sao con thật quá vậy, sao con la mẹ mà con cũng đem lên nói nữa, lỡ người ta không hiểu tính của con, rồi người ta nói con hỗn hào, người ta nói con mất dạy, người ta nói con này nọ thì sao, cái nó đâu có sao đâu mẹ, miễn quan trọng mẹ hiểu, mẹ thương con là được rồi, con không quan trọng. Mà cũng có nhiều người ta đọc xong người ta cũng hiểu mà, tại vì bản tính cách nói của con là vậy thôi, nhưng mà trong lòng con vẫn thương mẹ, người ta vẫn hiểu mà, đâu có sao đâu. Thì mẹ Trinh có như vậy tại vì mẹ Trinh rất là lo, là cũng như là sợ mọi người không có hiểu rồi nghĩ Trinh hỗn hào. Nhưng mà mẹ coi xong mẹ cũng rất là vui, tại vì cái câu cuối cùng Trinh nói là Trinh cũng có mong muốn là Trinh sẽ bớt lại cái tính nóng tính của mình để có thể ngọt ngào hơn với mẹ. Mẹ Trinh khoái ngọt lắm mà Trinh không có ngọt được, thì mẹ coi mẹ cũng rất là xúc động, mẹ Trinh khóc. Mẹ Trinh khóc về điều đó. Và những cái người hàng xóm của mẹ dưới thì rất là ganh tị với mẹ khi có đứa con gái như Trinh vậy đó. Nhưng mà tôi thấy là trong cái clip mà chị vừa nói đó, thì chị có những cái đoạn mà chị gọi tên chứ không phải là chị xưng là mẹ. Đúng đó rồi. Là cách gọi thân quen hay là như thế nào? Đúng rồi, đó là cách gọi thân quen. Thí dụ như mẹ Trinh lên đem đồ ăn gì cho Trinh, mà Trinh đi mới về tới nhà mở cửa ra, Trinh nói Sao Phương mới lên hả, Sao Phương, ví dụ vậy. Là đó là cái cách gọi rất là thân quen và rất là thân thuộc, giống như mình coi mẹ mình giống như là bạn của mình vậy đó. Đó là một cái cách rất là miền Tây, và ở dưới miền Tây người ta hay như vậy. Chứ không phải là kêu mẹ bằng tên hay là này nọ là hổn, là không có lễ phép này nọ, không có. Nhưng mà khi mà nhìn những cái hình ảnh của Ngọc Trinh đi cùng mẹ đó, thì bản thân tôi là tôi không nhận ra, tại vì một bên là một cái người rất là xinh đẹp, còn ở cạnh bên là một người phụ nữ có vẻ là tần tảo và chịu thương chịu khó rất là nhiều. Sao chị không, có rất nhiều nghệ sĩ họ sẽ để cho cha mẹ của mình là ăn mặc đẹp hơn, hoặc là có những cái phong cách nó sang trọng hơn. Thật sự thì mẹ của Trinh khi nào mà đi ra mắt phim của Trinh thì Trinh sẽ trưng diện lên cho mẹ rất là nhiều, còn trang phục đời thường của mẹ thì Trinh để cho mẹ được thoải mái tự do, mẹ muốn mẹ thích mặc gì mẹ mặc. Trinh là chỉ là khi nào mà cần trưng diện cho mẹ thì Trinh sẽ là người làm stylist cho mẹ. Còn nếu như đi ăn uống bình thường, chỉ đi shopping thôi, thì mẹ muốn mặc gì mẹ mặc. Tại mẹ là một người cực kỳ đơn giản, và mẹ là một người là hình như không lao động là không chịu nổi. Ngày nào lên là cũng thấy không làm cái này thì cũng làm cái kia, lặt. Tại vì tuổi con gà mà, là làm suốt. Nói chung là bây giờ mẹ của Trinh là người có tiền hay là như thế nào, có người làm đi chăng nữa thì mẹ vẫn là cái người đi ra phòng khách lao lao chù chù gửi gửa rồi tùm lum hết trơn. Cái kiểu là vậy, kiểu con người thích lao động, bạn hiểu không? Con người thích lao động nên là người ta không có ở không được. Nó kiểu mẹ Trinh là vậy đó. Mà chị thân với lại mẹ hay là bố hơn? Nói thật là Trinh là một cái người yêu thương có cấp bậc, hiểu không? Ví dụ trong gia đình ai nhất ai nhì ai ba là phân cấp bậc hết. Trinh ít bao giờ Trinh thương ai đồng đều lắm, hầu như là hiếm lắm. Là Trinh thương ba nhất, xong rồi tới mẹ, xong rồi mẹ tới anh chị em. Nhưng người mà Trinh chia sẻ và nói chuyện nhiều nhất giống như hai người bạn thì lại là mẹ.
tại vì là con gái với nhau thì dễ nói chuyện hơn, còn ba Trinh là một cái người rất là ít nói và tiết kiệm lời lắm, hay liếc thôi chứ không nói gì hết. Vậy là không nói chuyện nhiều với nhau nhưng mà vẫn dành cho nhau tình cảm nhiều nhất. Đúng rồi. Vẫn là thương ba nhiều nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Ba là người rất là cực và có những cái mà Trinh lúc nhỏ tới lớn Trinh không bao giờ Trinh quên hết á. Giống như là lúc mà Trinh có một cái dịch bệnh sốt xuất huyết ở dưới quê vậy đó, mà ba Trinh phải ôm Trinh chở đi bệnh viện, rồi tới khi mà buổi tối mà Trinh sốt lên đó, Trinh sốt lên, ba chỉ biết ôm Trinh vào lòng và nói là cầu Chúa cho con của mình lây bệnh qua cho mình, chứ đừng có để nó như vậy. Chứ đừng để kiểu như là, lúc đó là Trinh biết cảm nhận từ lúc đó rồi, nên là Trinh thương ba rất là nhiều. Tại vì những lúc ba nói đó thì ba tưởng mình đang bị sốt, mình đâu có nghe, hiểu không? Nhưng mà mình vẫn nghe. Rồi đêm nằm ôm ba ngủ thì Trinh hay ngủ với ba. Ba chị em, hai anh của Trinh với chị Trinh là ngủ một cái giường đầy. Trinh là từ nhỏ tới lớn Trinh ngủ với ba, nên là tối ôm ba ngủ nghe bụng ba kêu ọt ọt thì rất là thương. Kiểu là vậy. Nói chung là ba không có thể hiện bằng lời nói. Vậy thì chị thì sao? Chị có thể hiện với ba là con thương Trinh... ba nhiều lắm không? Không. Mình nói ba thì thực chất mình cũng là con người giống như ba vậy đó. Nói chung là không có nói là con thương ba hay con yêu ba. Trinh cũng hay kêu ba Trinh là bảy tòng đồ này nọ. Chỉ gọi tên thôi chứ không. Nói chung là cũng gọi là ba, nhưng mà Trinh cũng hay kêu tên. Nói chung là tính Trinh với tính ba đều giống nhau 100% luôn. Thứ nhất cứng đầu và không có thể hiện sự yêu thương đối với ba với mẹ mình bằng cái lời nói. Nhưng mà ở trong lòng thì có rất là nhiều. Nhưng mà cái cách mà chị gọi mẹ là Sáu Phương. Đúng rồi. Gọi ba là ông Bảy Tòng. Đúng rồi. Thì nó khiến cho nhiều người cảm thấy cái cô này sao kỳ quá. Ba mẹ của mình là cái người để cho mình kính trọng, chứ không phải là cái người để cho mình gọi tên một cách như vậy. Thì cái quan điểm như vậy là cái quan điểm của họ thôi. Còn đối với Trinh thì Trinh như thế nào? Trinh khó chịu khi mà tự nhiên cái cách gọi của mình, gia đình của mình mà tự nhiên cũng có người soi mói và người ta nhận xét không? Có một không? Sự khó chịu nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà Trinh nghĩ là do mọi người không có hiểu cái tập tính ở dưới miền Tây nó là như vậy, nên mình đấu trách người ta được. Nhất là những người Bắc á, người Bắc mà họ thấy như vậy là họ đánh giá dữ lắm luôn á. Nhưng mà đấu trách được, mỗi khu vùng miền nó có tập tính khác nhau mà. Từng la mẹ rồi. Là, từng la mẹ luôn á, nạt mẹ rồi vậy còn ba thì sao? Có chưa, chưa không 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 dám không dám, tại vì mẹ hiền là chị ăn hiếp người hiền thôi đúng không? Có thể nói là vậy. Trinh chỉ dám nạt những người nào mà hiền mà Trinh biết là không có làm gì được Trinh được á, chứ thử ra ngoài mà vậy thôi chứ ăn đập sớm á, thiệt ba Trinh là Trinh không dám. Trinh kêu tên Bảy Tòng vậy thôi nhưng mà không dám hó hé gì hết á, từ nhỏ lớn rồi. Vậy thì mỗi lần những cái lần mà chị lỡ chị nạt mẹ đó thì ba có biết không? Ba biết. Ba có nói gì với chị không? Ba không la chị luôn. Ba biết tính chị vậy nhưng mà xong rồi thôi. Tại vì tính ba cũng vậy mà, ba cũng ăn hiếp mẹ hoài à. Nạt giống như con ở luôn á, thiệt á. Là cái tính, bạn hiểu không? Đó là một cái tính khó nói, không biết nói làm sao. Yêu đó, thương đó. Nhưng mà cái tính đập nồi đập vậy luôn á. Nhưng mà xong rồi lại thương, xong rồi lại thôi. Đó là cái tính. Nếu mà bỏ được cái tính đó thì tốt, nhưng mà không bỏ được thì cũng biết sao giờ đó, thiệt á. Nhiều khi rất rất là muốn bỏ luôn nhưng mà không có làm được, chứ lại vậy. Đó là đối với chị thôi, chị la mẹ. Khi mà mỗi lần ba la mẹ, chị có đứng ra chị can không? Có. Chị là một đứa cực kỳ binh mẹ. Chị là một đứa cực kỳ binh mẹ. Hai người mà cãi nhau, nhiều khi là mẹ cãi nhau với ba, mẹ bỏ anh đây cái nói, mẹ bỏ ổng từng con đi, bỏ đi. Bỏ đi thế nào ổng cũng gọi lên đây, ổng cũng lết đây ổng kiếm mẹ, mẹ bỏ đi con hậu thửng cho. Cực kỳ binh mẹ nha. Trinh là một đứa thương ba, nhưng đúng thì thôi, chuyện đúng thì thôi, không đúng là binh mẹ. Binh mẹ dữ lắm. Có khi nào binh mẹ mà gây luôn với ba không? Có luôn. Đó là cái, Trinh có nhớ là cụ thể là cái chuyện gì không? Cụ thể là cái chuyện ba qua la mẹ một cái chuyện hết sức là quá đáng. Kiểu là như vậy. Kiểu là Trinh nói tao đôi với ba luôn á. Giờ ba muốn rồi, ba đi với ba ở đi. Mẹ ở đây với con nuôi. Không cần ba nuôi gì hết á. Ba đi với ba ở đi. Như vậy luôn á, cãi tay đôi. Có nghĩa là lúc mà cãi nhau thì sẽ cãi tay đôi để binh mẹ. Nhưng mà bình thường là Trinh không dám la ba giống như Trinh la mẹ. Đó là một cái nó khác nhau. Cái cách không biết nói làm sao ta. Cãi nhau thì có thể là cãi tay đôi luôn, nhưng mà bình thường á, mà để Trinh la ba là không dám. Nhưng mà cái việc đó là cái phản ứng là tự nhiên của bản thân mình. Đúng rồi. Nhưng mà có không bao giờ Trinh nghĩ là cái điều đó nó xuất phát từ cái chuyện mẹ là cái người mẹ kế không? Mẹ là người mẹ kế là sao không hiểu.
chưa hiểu lắm. Mẹ không phải là cái người đúng rồi, đúng sinh ra của mình á. À, ý bạn nói là Trinh la mắng mẹ là tại vì do Trinh nghĩ đó, không phải là không phải. Trinh nghĩ nếu Trinh mẹ ruột Trinh, Trinh cũng vậy á. À, tại vì cái tình thương của Trinh là Trinh có, Trinh nghĩ giống như là mẹ ruột rồi, nhưng mà tại do cái đó là cái tính của Trinh chứ không phải là vì là mẹ kế mà Trinh có dám lớn tiếng hay không phải. Trinh nghĩ là nếu là mẹ ruột thì Trinh cũng sẽ, nhưng mà ba là một cái cấp bậc gì đó, nó không biết nói sao, nó ghê lắm, nó cao lắm, nó mình không có thể nào mà la và đụng tới được. Từ khi nào mình cãi cho mẹ thì mình muốn bảo vệ mẹ thì mình mới bộc lộ được cái đó thôi, còn bình thường dám hó hé gì hết á. Vậy còn các anh chị khác thì sao? Anh chị Trinh hả? Thì anh hai là Trinh cũng coi giống như là ba luôn, không dám hó hé gì hết. Trinh có cãi nhau với chị ba rất là nhiều và cãi nhau với anh Tư rất là nhiều. Còn anh hai là cũng giống như là ba, không dám hó hé gì hết. Vậy như là mối quan hệ của các thành viên trong gia đình của Ngọc Trinh luôn thường xuất hiện là những trận cãi liên tục. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó là là rất là yêu thương nhau, coi như không có chuyện gì. Thiệt luôn á, giống như vừa cãi đó mà xong cái là đi ăn, đi uống, ngồi ăn bình thường giống như là mấy người điên vậy, cãi xong cái quên hết kiểu vậy, hiểu không? Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng mắc cười, nó vừa cãi nhau rất là nóng lửa, rất là nảy lửa nha, mà xong cái là ngồi rất là bình thường. Ở gia đình Trinh vậy đó, nó hơi điên xíu. Ừ. Chị đang cười. Thiệt, thề luôn, ông nói thêm nó bớt gì hết á. Vậy đó. Chị có một cái mong muốn gì đối với, chị có một cái mong muốn gì dành cho ba mẹ của mình trong thời điểm hiện tại không? Trinh chỉ mong muốn là ba mẹ lúc nào cũng có sức khỏe tốt để mà ở với Trinh dài lâu hơn. Vì đây là một cái thời gian mà Trinh sẽ dành hết thời gian cho ba mẹ. Mẹ muốn đi du lịch nè, Trinh đưa đi, thích làm đó. Tại vì Trinh đang single mà, ví dụ vậy. Nên là điều Trinh mong mỏi nhất vẫn là sức khỏe. Không bệnh hoạn gì nhiều. Ở với Trinh rồi, đây là thời gian để mình trả hiếu và mình dành thời gian của mình cho ba mẹ nhiều. Xin cảm ơn Ngọc Trinh vì đã dành thời gian trò chuyện với độc giả của Family trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trước khi mà chia tay với chị thì tôi cũng xin được chúc chị là ngày càng xinh đẹp, vui vẻ và sẽ có những cái thành công trong những cái dự án kế tiếp. Nhân đây thì Trinh cũng xin cảm ơn Family đã tạo điều kiện cho Trinh được chia sẻ giống như là nói chuyện với mọi người để mọi người có thể hiểu Trinh hơn. Và Trinh xin hẹn gặp lại độc giả của Family vào những lần sau nha. Bye bye.